mấy người anh em. Ta tiếp tục dạo chơi chợ Vạn Phúc nhé. Xem nào. Này chợ vẫn còn vắng nhưng mà có một số cây rất là hay, rất là hay các bạn. Anh em chợ hôm nay có vẻ tản mát, kể cả người bán các bạn. Người bán thì cứ đi đâu ấy, nhiều khi tôi chẳng biết cây nào của ai với ai, cứ quay lại cho vui coi như mình đi chơi các bạn nhé. Rồi, giá thế nào nhỏ. Cái gì này? Có phải cây mai lan mà ông kia ông bà bảo không nhỉ? Đấy, chẳng biết của ai, chả thích người trông gì đâu. Cái chỗ này thì hôm nay người này ngồi, mai người khác ngồi mà. Làm chậu lâu năm rồi đấy. Lá rất dày. Bệ bãi. À, nghe chưa? Mai lan thì sao? Hình như cây này mà anh Bang hay bán, tính như thế. Ô, giao dịch rồi. Giao dịch cái phi lao rồi. Mất bao tiền? Cái phi lao đẹp rồi. Không biết cái này vừa giao lưu bao tiền nhỉ? Dạ. Cây đẹp nhỉ? Em thì cũng là... không biết là giao lưu bao tiền. À, anh Hùng bán này. Ủa, có, hôm nay có đồ đẹp thế. Đẹp à? Hôm nay có đồ đẹp thế. Đẹp nhỉ? Mấy con cục đi kìa. Tôi dạ. Vâng. Con này vừa lên đường. Để... Hùng anh vừa thấy xong cây này rồi. Vừa nãy thực tế tôi có loáng thoáng rồi nhưng mà muốn quay xong rồi ngắm, nhưng mà đấy, cây đẹp thì mất ngay. Cây đẹp thì mất ngay. Chúc mừng bác chủ. Anh trai kia cũng là một người rất thích những cái dòng cây nghệ thuật. Dòng cây nghệ thuật đây này. Có cái vườn ở Bảo tàng Hà Nội đấy. Để cây ở Bảo tàng Hà Nội. Đẹp quá, chúc mừng hai bác tiếp tục quay trở lại kia rồi. Quay mấy cái cây nốt ở kia. Đấy. À. Đây có phải nhãn này. Đúng bệ nhãn này. Bệ nhãn. Đấy. Nhãn đây. Dâm bụt à? Đôi dâm bụt. Đôi dâm bụt là hái đấy. Làm qua nhá. Có khả năng không? Kinh nhiều. Dạ. Bao tiền đâu? Cối không biết có không? Tung. Tung cối hết rồi. Thế à? Em vừa chuyển vào Nam Phù gần nhanh rồi. À, về cái Nam Phù á? Sắp ra, sắp đây. Cứ tiến. Cứ quay cái đá xong, nói chuyện xong. Làm sao nhanh. Người đang không hơi giàu lắm. Để nó rộng được. Nhiều mét không? Dạ. Bao nhiêu mét? 70 mét. Chân đấy. Em đi làm nhá, không làm qua. Đấy. Cái đấy là bao tiền ông nhỉ? Đấy. Cái đấy là 5 triệu. Cái chợ Phúc Kiến là bao nhiêu nhỉ? Chợ Phúc Kiến là 12 triệu. 12. Hay quá. Đấy, cái trà đẹp đấy. Ông lại để khuất thế. Chào Phúc Kiến này giả là 10 triệu và mua lúc có 350 này.
350 nó cao hơn này, tôi làm cho nó lên. À đấy rồi. Ông cũng để ra ngoài đi cho nó dễ xem. Rồi, kín thế. Đấy. Cây đẹp lại cứ giấu. Ôi giời, lại để mất chỗ cây đẹp. Vũ đơn ấy là bao nhiêu ông? Cái vũ đơn này 7 triệu. 7 triệu. Hôm nay ông mang nhiều cây đẹp thế? Toàn cây đẹp. Nó đang quanh biến đây này. À, đột biến, đột biến đấy. Đấy, hai cái đột biến. Ghê chưa? Bạch tạng đấy. Cây đẹp, cây này đẹp. Công nhận cây này đẹp, lâu lắm rồi mới thấy ông mang cây trà phục kiến đẹp. Cái này đồ chơi rồi. Chơi xịn luôn. Đồ chơi rồi. Rồi. Lại phải làm biếu không? Xin được. Ôi, cái nào đây được hút thuốc đấy. Anh em nào không có tiền mua thuốc thì ra đây. Ôi. Mướt nhỉ. Mướt. Nó xanh khiếp nhỉ. Đây, hoa đây này đúng không nhỉ? Hoa quả nhiều ba nhưng mà đây vừa sửa. Ừ. À, ông lại đọc số đi để mà giao lưu nào. 0906. 0906. 225. 225. 376. 376. Mặt sau cũng đẹp như thế nhá. Đấy, ông cứ cầm phay phát cho nó dễ. Để cho nó tắc nhỉ. Đó. Đấy, cạnh bệnh viện đây. Đấy, bệnh tạng đấy. Cao chắc gần 30 phân. Được 30 phân. 30 phân, chọn 30 phân. Đấy. Hai tay một ngọt. Đẹp. Đẹp hết. Cháu mà có tiền cháu cũng chơi nhé. Yeah. Tiền mày lấy đi, mày lấy đi tao vào nó không đến đâu mà sợ. Yeah. lấy đi tao vào nhượng lại cho. Đấy, đẹp đấy. Yeah. Chào Phúc Kiến chơi tên hay, có hoa có quả, lá đẹp, dáng đẹp, còn gì bằng nữa nhé. Yeah. Mỗi tội giờ xanh xi nó sốt quá. Cứ đồ đẹp thì cái gì cây gì chả đẹp. Xi đẹp đấy. Thôi để làm nốt cây hoa mẫu đơn này cũng đang đẹp đấy. Hoa mẫu đơn 7 triệu nhé. Đấy, rất sạch. Vừa nãy ông đọc số chưa nhỉ? Đọc rồi nhỉ? Đấy, cây hoàn thiện kỹ đến tận hoa rồi. Kỹ rồi, rất kỹ rồi. Đấy, thân nó nu sạch. Đấy, ông thấy không? Mặt nào chơi cũng đẹp, rất tròn đầy. Tội nó hơi cao tí nhưng mà nó thấp thêm. Không, cao này cũng hay không? Đây là cao này cũng hay. Đấy. Cây này dễ. Cây này dễ lên đường lắm. Cành nó đang đột biến đấy. Đấy. Đang giữ lại để khoe đột biến đấy. Bao nhiêu tiền đó? Còn cây này là bao nhiêu tiền không nhỉ? Cái đấy 5 triệu. 5 triệu, xì rồi. Đẹp đấy, đẹp đấy. Nói thách chỉ 5 triệu rưỡi nhưng mà mình chuyển bản. Cây đẹp đấy các bạn. Tầm tiền đấy nó là cây đẹp. So với cái chậu khác thì nó khác đi. Trắng thân. Trắng đấy. Già cũng kiếp. Đấy, nhìn đi. Đấy, lâu lắm mới lại thấy ông có cái vườn đẹp này đấy. Nghệ thuật. Xin đỏ nhá, như hồng. Ừ, như hồng. Đấy, ngon không? Mai đây. Mai khủng khiếp luôn đây. Cái này là đẹp nhé. Đấy. Cái này là bao nhiêu tiền ông nhỉ? Cái này là 5 triệu. 5 triệu. 3 cây chùm lại lên hòn núi cao. Mai là to. Cùng dòng với cái kia đấy. Đúng dòng cái kia đấy. Mai là lớn. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá.
nay ông nhiều cây đẹp quá. Đấy, rất sạch sẽ. Rồi. À đây còn cây này nữa, nốt, bán ra nốt. Tay chuột 3 triệu. 3 triệu. Đẹp đấy, ông nào thích về làm đá đẹp. Đấy, thích cái trà Phúc Kiến, cái mô trang đỏ kìa. Cái này rất đẹp nhé. Đấy, còn nó xanh mướt. Xanh mướt, ăn tiếp rất đầy. Rồi, ok, cảm ơn ông nhá. Rồi.